Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Vatican tuần qua, nơi chúng ta cùng nhau cập nhật những hoạt động của Đức Thánh Cha, của Vatican, của Giáo hội Hoàn Vũ và Giáo hội Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và như thường lệ hôm nay chúng ta sẽ mở đầu với phần điểm những thông tin nổi bật. Chia sẻ của Đức Thánh Cha về con người và máy móc, bổ nhiệm giám mục chính tòa, giáo phận Ban Mê Thuột. Mỗi tuần mỗi thắc mắc, Hội đồng Giám mục Việt Nam hiện nay đang bao gồm bao nhiêu giám mục đương nhiệm? Chúng ta sẽ cùng mở đầu bản tin với những thông tin về hoạt động của Đức Thánh Cha. Ngày 10 tháng 7 năm 2024, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến Hội nghị Liên tôn về Luân lý Đạo đức Trí tuệ Nhân tạo diễn ra tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Ngài khen ngợi sáng kiến của các tôn giáo và khích lệ mọi người làm cho thế giới thấy rằng các tôn giáo đang đi đầu trong việc yêu cầu bảo vệ nhân phẩm trong kỷ nguyên máy móc mới này. Mở đầu sứ điệp, Đức Giáo Hoàng đã nhắc lại điều Ngài đã phát biểu tại phiên họp chung tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 về trí tuệ nhân tạo gần đây. Khi đó Ngài đã nói, máy móc có thể tạo ra các lựa chọn thuật toán, nhưng con người không chỉ lựa chọn mà còn có khả năng quyết định. Chúng ta phải nhận thức rõ rằng quyền quyết định luôn thuộc về con người, ngay cả khi chúng ta phải đối diện với những khía cạnh kịch tính và cấp bách xảy đến trong cuộc sống. Chúng ta sẽ đẩy nhân loại vào một tương lai vô vọng nếu chúng ta tước đi khả năng đưa ra quyết định về bản thân và cuộc sống của con người, bằng cách khiến họ phải phụ thuộc vào sự lựa chọn của máy móc. Chúng ta cần đảm bảo và bảo vệ một không gian để con người có thể kiểm soát một cách đúng đắn những lựa chọn do các chương trình trí tuệ nhân tạo đưa ra. Phẩm giá con người phụ thuộc vào điều này. Đề cập đến việc hội nghị được tổ chức ở Hiroshima của Nhật Bản, Đức Thánh Cha khẳng định điều này mang tính biểu tượng quan trọng. Bởi vì trong các cuộc xung đột ngày nay, chúng ta càng nghe nói nhiều về công nghệ này. Ngài đã chia sẻ rất nhiều. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha nhìn nhận sự đóng góp văn hóa của các dân tộc và tôn giáo trong việc điều chỉnh trí tuệ nhân tạo là chìa khóa dẫn đến sự thành công trong cam kết quản lý đổi mới công nghệ. Ngài hy vọng cuộc gặp gỡ sẽ mang lại kết quả trong việc mang lại tình huynh đệ và cộng tác. Đó là những thông tin từ nguồn Vatican News tiếng Việt. Vẫn theo nguồn từ Vatican News tiếng Việt, phát biểu trong một sự kiện ở thành phố Aquileia của Italia, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, tái khẳng định ngoại giao của Tòa Thánh nhằm liên kết các ý tưởng, lập trường chính trị đối lập, tầm nhìn tôn giáo và hệ tư tưởng khác nhau, thúc đẩy hòa bình trong sự tôn trọng các quy tắc quốc tế và các quyền cơ bản của con người. Ngày 12 tháng 7, đối với thành phố Aquileia là lễ kính hai thánh tử đạo Agmagora giám mục và Fortunato phó tế. Ngoại trưởng Tòa Thánh được mời tham dự sự kiện mừng thánh bổn mạng của thành phố và của Tổng giáo phận Gorizia và vùng Friuli Venezia Giulia. Trong bài tham luận tập trung vào chủ đề hòa bình và ngoại giao Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Gallagher lấy mẫu gương của Aquileia để nói về ngoại giao của Giáo Hoàng và Tòa Thánh. Ngài nhấn mạnh Aquileia là một thành phố đã trải qua hai thiên niên kỷ lịch sử, nên có những sự nhạy cảm đặc biệt đối với hòa bình, học cách giải quyết những bất đồng nảy sinh từ những khác biệt văn hóa, ngôn ngữ và sắc tộc. Đức Tổng giám mục giải thích ngoại giao Tòa Thánh hướng đến việc chấm dứt các cuộc xung đột đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Tòa Thánh luôn đồng hành như một chủ thể vượt lên trên các đảng phái, cố gắng liên kết các ý tưởng, lập trường chính trị đối lập, tầm nhìn tôn giáo và hệ tư tưởng khác nhau, thúc đẩy hòa bình trong sự tôn trọng và quy tắc quốc tế và các quyền cơ bản của con người và hoạt động trên cơ sở mức độ nhân đạo. Ví dụ, Tòa Thánh đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương trẻ em Ukraine và trao đổi tù nhân chiến tranh giữa các quốc gia, cũng như khuyến khích thả con tin. Trong bài phát biểu của mình, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã giải thích cặn kẽ. Thực tế, hoạt động ngoại giao Tòa Thánh một mặt can thiệp để đảm bảo quyền tự do của giáo hội, mặt khác nhằm mục đích cộng tác với các quốc gia và các tổ chức quốc tế để giải quyết các vấn đề lớn của nhân loại, làm việc để bảo vệ các quyền cơ bản của con người và để khẳng định các giá trị đạo đức và xã hội cao nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tin rất vui dành cho Giáo hội Việt Nam. Trưa ngày 13 tháng 7 năm 2024, phòng báo chí Tòa Thánh đã thông báo Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm linh mục Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc
thuộc linh mục đoàn giáo phận Ban Mê Thuột làm giám mục chính tòa giáo phận Ban Mê Thuột. Tiểu sự của linh mục Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc theo thông tin từ Hội đồng Giám mục Việt Nam như sau: Ngài sinh ngày 15 tháng 10 năm 1967 tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, thuộc giáo xứ Châu Sơn, giáo phận Ban Mê Thuột. Từ năm 1993 đến năm 1999, tu học tại Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang. Ngày 1 tháng 3 năm 2000, được Đức Giám mục Giuse Trịnh Chính Trực truyền chức linh mục tại nhà thờ chính tòa Ban Mê Thuột thuộc tỉnh đoàn giáo phận Ban Mê Thuột. Từ năm 2000 đến 2001, phó sứ Phước Long, giáo hạt Phước Long. Từ 2001 đến 2007, quản sứ Phước Long, giáo hạt Phước Long, kiêm quản nhiệm. Từ 2007 đến 2010, quản sứ Phước Long, giáo hạt Phước Long, kiêm quản nhiệm trung tâm hành hương Đức Mẹ Thác Mơ. Từ 2010 đến 2012, du học tại Institute of Consecrated Life in Asia, Philippines, tốt nghiệp với học vị thạc sĩ truyền giáo. Từ 2012 đến 2014, du học tại Don Bosco Center of Studies, Philippines, tốt nghiệp học vị thạc sĩ huấn giáo. Từ 2014 đến nay, trưởng ban giáo lý, giáo phận Ban Mê Thuột. Và cũng từ 2014 đến nay, giám đốc trung tâm mục vụ giáo phận Ban Mê Thuột, thành viên ban tư vấn giáo phận Ban Mê Thuột. Và từ 2017 đến nay, trưởng ban giáo lý giáo tỉnh Huế, phó ban giáo lý toàn quốc. Và ngày 13 tháng 7 năm 2024, được Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận Ban Mê Thuột. Và nhân niềm vui đến với tân giám mục Gioan Bautista Nguyễn Huy Bắc, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu hỏi trong tiểu mục quen thuộc mỗi tuần mỗi thắc mắc. Hiện nay Giáo hội Công giáo Việt Nam đang có bao nhiêu giám mục đương nhiệm và bao nhiêu giám mục nghỉ hưu? Với câu hỏi hiện nay Giáo hội Việt Nam có bao nhiêu giám mục đương nhiệm và bao nhiêu giám mục nghỉ hưu, câu trả lời là hiện nay Giáo hội Công giáo Việt Nam có 29 giám mục đương nhiệm và 21 giám mục nghỉ hưu. Chúng ta sẽ cùng đến với danh sách các giám mục đang còn sống theo tuổi. Đầu tiên là Đức Giám mục Gioan Bautista Bùi Tuần, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Long Xuyên, ngài 97 tuổi. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, nguyên tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, nguyên giám mục Phó giáo phận Mỹ Tho, 90 tuổi. Stefano Nguyễn Như Thể, nguyên tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, 88 tuổi. Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, 87 tuổi. Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, nguyên tổng giám mục giáo phận Hà Nội, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt, 86 tuổi. Mikae Hoàng Đức Anh, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Kon Tum, 85 tuổi. Đà Minh Nguyễn Chu Trinh, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc, 84 tuổi. Francisco Xavier Lê Văn Hồng, nguyên tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, 84 tuổi. Thomas Nguyễn Văn Trâm, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Bà Rịa, nguyên giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, 82 tuổi. Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Phát Diệm, 81 tuổi. Lorenzo Chu Văn Minh, nguyên giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội, 80 tuổi. Gioan Maria Vũ Tất, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Hương Hóa, 80 tuổi. Giuse Trần Xuân Tiếu, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Long Xuyên, 79 tuổi. Giuse Võ Đức Minh, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Nha Trang, 79 tuổi. Anton Vũ Huy Trương, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Hương Hóa, 79 tuổi. Phaolô Nguyễn Thái Hợp, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Hà Tĩnh, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Vinh, 79 tuổi. Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc, 79 tuổi. Phêrô Nguyễn Văn Đệ, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình, nguyên giám mục phụ tá giáo phận Bùi Chu, 78 tuổi. Cosma Hoàng Văn Đạt, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Bắc Ninh, 76 tuổi. Giuse Nguyễn Chí Linh, tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Thanh Hóa, 74 tuổi. Stefano Chi Biểu Thiên, giám mục chính tòa giáo phận Cần Thơ, 74 tuổi. Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục chính tòa giáo phận Quy Nhơn, 72 tuổi. Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục chính tòa giáo phận Bà Rịa, 72 tuổi. Aloysio Nguyễn Hùng Vị, giám mục chính tòa giáo phận Kon Tum, 71 tuổi. Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng, 71 tuổi. Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục chính tòa giáo phận Mỹ Tho, nguyên giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn, 71 tuổi. Alfonso Nguyễn Hữu Long, giám mục chính tòa giáo phận Vinh,
nguyên giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa 71 tuổi, Doàn Đỗ Văn Ngân, giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc 71 tuổi, Giuse Nguyễn Đức Cường, giám mục chính tòa giáo phận Thanh Hóa 70 tuổi, Giuse Nguyễn Năng, tổng giám mục tổng giáo phận Sài Gòn, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Phát Diệm 70 tuổi, Thomas Aquino Vũ Đình Hiệu, giám mục chính tòa giáo phận Bùi Chu, nguyên giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc 69 tuổi, Phêrô Huỳnh Văn Hai, giám mục chính tòa giáo phận Vĩnh Long 69 tuổi, Giuse Trần Văn Toản, giám mục chính tòa giáo phận Long Xuyên 69 tuổi, Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục chính tòa giáo phận Đà Lạt 68 tuổi, Giuse Châu Ngọc Chi, giám mục chính tòa giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Đà Nẵng 67 tuổi, Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục chính tòa giáo phận Hải Phòng, giám quản tông tòa giáo phận Ban Mê Thuột 67 tuổi, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Ban Mê Thuột, Giuse Đặng Đức Ngân, tổng giám mục phó tổng giáo phận Huế, giám quản tông tòa giáo phận Đà Nẵng, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Đà Nẵng, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng 67 tuổi, Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục chính tòa giáo phận Phan Thiết, nguyên giám mục phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn 66 tuổi, Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục chính tòa giáo phận Phú Cường 65 tuổi, Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục chính tòa giáo phận Hà Tĩnh, nguyên giám mục phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn 64 tuổi, Giuse Vũ Văn Thiên, tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội, nguyên giám mục chính tòa giáo phận Hải Phòng 63 tuổi, Giuse Huỳnh Văn Sĩ, giám mục chính tòa giáo phận Nha Trang 62 tuổi, Đà Minh Đặng Văn Cầu, giám mục chính tòa giáo phận Thái Bình 61 tuổi, Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục chính tòa giáo phận Phát Diệm 59 tuổi, Phêrô Nguyễn Văn Viên, giám mục phụ tá giáo phận Vinh 59 tuổi, Giuse Bùi Công Trác, giám mục phụ tá tổng giáo phận Sài Gòn 59 tuổi, Giuse Đỗ Quang Khang, giám mục chính tòa giáo phận Bắc Ninh 58 tuổi, Doan Bautista Nguyễn Huy Bắc, tân giám mục chính tòa giáo phận Ban Mê Thuột 56 tuổi, Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa 55 tuổi, Phêrô Lê Tấn Lợi, giám mục phó giáo phận Cần Thơ 54 tuổi. Và thưa quý vị, hy vọng rằng danh sách rất dài các giám mục đương nhiệm và các giám mục đã nghỉ hưu cũng đã mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin đầy đủ, và chúng ta cùng cầu nguyện cho các ngài luôn có nhiều sức khỏe, nhận được nhiều hồng ân của Thiên Chúa và là những mục tử tốt lành của Thiên Chúa nơi trần gian. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Đừng quên ủng hộ video bằng những lượt like, chia sẻ và dành ra 3 giây để bấm đăng ký ủng hộ kênh YouTube Bình Luận Viên Tạ Biên Cương khám phá và trải nghiệm